Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, là ngày cuối năm dương lịch và ngày mai là năm mới và đêm nay người ta gọi là đêm giao thừa, đêm giao thừa dương lịch. Và tôi xin gửi tới mọi người một bài đọc. Bài đọc này là một câu chuyện cổ tích viết cho các trẻ em. Tác giả là Hans Christian Andersen, đây là một nhà văn người Đan Mạch. Ông ta sống vào thế kỷ thứ 19, 1805, 1875. Ông là một nhà văn chuyên viết về các cái chuyện của, cho trẻ em. Thì câu chuyện mà chúng ta sắp coi trong bài đọc này nó có bối cảnh ở trong một đêm cuối năm đêm giao thừa giữa năm cũ và năm mới và nó có đề tựa là laptit e lezalumet là một đứa bé gái lezalumet là những cái que diêm que diêm quẹt để chúng ta quẹt ra chúng ta có lửa đó và trong bài này chúng ta sẽ thấy là tác giả là một nhà văn do đó dùng lời lẽ rất là xúc tích và các cái thì đang nói về thì quá khứ ở đây có lẽ một số các anh chị đã học rồi, một số khác thì chưa học thì chúng ta cũng có thể đọc để hiểu. Và nếu mà chúng ta chưa có học qua các cái vấn đề ngữ pháp này thì chúng ta tìm đọc một số những cái từ ngữ mà tôi ghi ở bên dưới này. Tôi đã giải thích kỹ, chúng ta có thể tìm đọc một số các cái từ ngữ mới. Comme il faisait la Đêm thì thật là lạnh lẽo, tuyết đang rơi và màn đêm không còn xa nữa, tức là đêm sắp xuống rồi. Cete le dernier soir de l'année, đây là đêm cuối của năm, la veille du jour de l'an, và cái ngày hôm trước của năm mới, chúng ta gọi là ngày giao thừa. Đêm giao thừa, tức là đêm đi trước của cái ngày năm mới. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, une pauvre petite fille passa dans la rue, la tête et les pieds nus. Và giữa cái màn đêm tối đen và cái giữa cái trời tiết lạnh giá như thế này thì có một đứa bé gái đáng thương đang đi ở trên đường, đầu và chân nó không có mang dép măng mũ gì hết. Tính từ pauvre, nghĩa bình thường là nghèo. Nhưng mà ở đây chúng ta mang một nghĩa khác và đó là, đây là cái quy tắc. Một số tính từ trong tiếng Pháp có thể có hai vị trí, có thể đứng sau, có thể đứng trước. Và mỗi khi nó có cái vị trí thì nó lại mang một cái nghĩa khác. Để chúng ta biết quy tắc chung ở trong tiếng Pháp là tính từ trong tiếng Pháp thì đứng sau danh từ trong khi tính từ của tiếng Anh thì đứng trước danh từ đó là quy tắc chung nhưng mà có một số ít tính từ được phép đứng trước và lại có một số ít tính từ được phép có khi đứng trước có khi đứng sau và khi nó mang có cái vị trí trước hay sau như vậy thì nó mang nghĩa khác và pauvre là một trong những tính từ đó pauvre nghĩa bình thường là nghèo khi nó đứng sau danh từ a pauvre một người nghèo nhưng pauvre mang nghĩa là đáng thương khi nó đứng trước một danh từ I'm um, from Ở đây chúng ta thấy hai cái từ này giống nhau này nhưng mà chỉ thay đổi vị trí pull và đứng sau thì mang nghĩa là người nghèo pull và đứng trước thì mang nghĩa là người đáng thương cô bé đáng thương này đang đi ở trên đường la tête et les pieds nu. nu là tính từ có nghĩa là trần trụi trần chuồng nếu mà dùng cho chân thì là chân không mang dép les pieds nu. nếu mà dùng cho cái đầu la tête thì là không có đội mũ nón con bé gái này nó không có gì ở chân hết nó đi chân đất đầu cũng không có gì hết gọi là đầu trần. lave il le vre de en quittant la maison, mais elle ne lui avait pas servi Thực sự ra là lúc ra khỏi nhà thì con bé này nó có mang dép. Pang túp là cái loại dép rất là sơ sài. À, các anh chị thấy cái pang ở trong nhà phương Tây đó, họ đi giày đi dép ở bên ngoài đường khi về nhà thì thay ra họ đi một cái loại dép rất là nhẹ rất là đơn sơ cái loại dép này mà đi ra đường thì nó không có bền bởi vì nó rất là mỏng manh thì con bé này khi ra đường thì mang cái băng túp băng và cái đôi băng này không có dùng cho nó được lâu servia tức là không phục vụ nó không xin lỗi ở đây là không có dùng cho nó được đâu động từ servia là dùng vào việc gì bởi vì nó quá mong manh ct the rong băng túp mère avait déjà usé đó là những cái đôi băng đôi dép trong nhà mà mẹ nó đã sử dụng cho tới cũ mòn si rong cờ si cờ là đến nỗi mà nó to đến nỗi mà la petite le perdi en se pressant de traverser la rue entre deux voitures. Nó to đến nỗi mà khi con bé này vội vàng đi băng qua đường, se presser de faire quelque chose. Khi nó vội vàng băng qua đường thì do bởi nó to quá, nó vụng về. Do đó nó đánh đánh mất, đánh mất cái uh, perdit là passé sang của động từ perd, là mất, làm cho mất cái đôi dép này khi nó băng qua đường một cách vội vã để tránh xe. Linfi Realmont Perdi một trong hai chiếc băng tuf này thì mất hẳn không biết nó, xe nó cuốn đi chỗ nào không thấy nữa con Talot còn cái uh, trước kia thì một đứa bé Angama Lamporta avec l'intention d'en faire un berceau pour son petit enfant quand le ciel lui en donnerait un một đứa bé con nít Angama là một đứa bé mà người ta nói một cách thân mật một đứa nhãi đó một cái thằng nhóc, đó, một cái thằng nhóc nó đã mang đi, nó thấy vậy nó đang mang đi với cái ý định là lên tăng siêu là một cái ý định, với ý định là lấy nó để làm ra một cái nôi cho một đứa bé mà khi nó sẽ có em bé đó. Và đây là cái cách nói của nhà văn thôi, có lẽ tôi nghĩ nó là cái con búp bê đó, bởi vì bong túp thì nó rất là nhỏ và nó dùng để cho con búp bê để ngủ làm như là cái giường. đây là hình của một đôi bong túp chúng ta gọi là dép đi trong nhà chúng ta thấy nó rất là mỏng manh cái đế nó không gần như không có gì hết là miếng vải thôi ở trên thì cũng ta cũng thấy là miếng vải thôi chắc là may cũng không có tốt cái này đi trong nhà ở bên phương tây ở trong nhà người ta chảy mô két tức là chảy thảm thì khi vào nhà người ta bỏ cái đôi giày hay đôi dép mà người ta đi ngoài đường rồi người ta xỏ vào chân cái đôi băng tốt là đi cho nó nhẹ nhàng nó không bị vướng víu như các cái đôi giày đôi dép thì nặng nề như vậy cái đôi này nó rất là tiện đi trong nhà nhưng mà đi, đi, ra ngoài đường thì không tiện một chút xíu nào hết bởi vì nó rất là mong manh đi nó không có vững cái chân và nhất là con bé này thì lại mang cái đôi băng túp của má nó má nó là người lớn thì có lẽ nó to hơn ra và hơn nữa mẹ nó dùng cho nó cũ rồi thì cũng bị sờn và có thể rách bất cứ lúc nào con bé này nó không có giày dép nó phải mang cái đôi dép trong nhà mà lại là đôi dép của mẹ nó do đó thì khi băng qua cái đường nhiều xe cộ nó vội vàng băng qua để mà tránh xe thì do bởi vì quá vội vàng, cho đánh rơi mất thì một chiếc nó mất tiêu, một chiếc không biết bị xe nó cuốn đi, nó văng ở chỗ nào hết. Còn một chiếc khác thì một đứa bé nó lấy nó lấy mất như vậy. Tới giờ đây con bé đi không còn dép ở chân nữa, nó đi chân trần. La fille somine avec qui rouges et froid và bây giờ con bé này đi bộ độc từ somine là đi bộ với đôi chân trần và đôi chân này đã đỏ. đó là do nó bị lạnh rồi sau đó lạnh quá nó trở thành xanh đi tím bầm đi về lạnh. Elle avait dans vieux tablier une grande quantité d'allumettes et elle portait à la main un paquet. Danh từ tablier chúng ta dường như là không có dịch được ở trong tiếng Việt. Tablier chúng ta dịch là tạp dề. Đó là một cái loại áo là một cái miếng vải mà các người phụ nữ các người nội trợ người ta đeo ở trước ngực để cho nó khỏi văng các cái thức ăn gì vào trong cái quần áo mình đang mặc gọi là tạp dê tạp dê chúng ta gọi là tạp dề nó mang ở trong cái miếng tạp dề một số lượng lớn in grand quantité nó lấy cái này này rồi nó banh ra nó cho một số vào các cái trong cái trong cái lòng của cái tạp dê này một số lượng lớn các cái các cái bao diêm và nó mang đi bán rồi trên tay cũng cầm được gói nữa tức là trong cái tập dề này cái tập ly này một khối lượng lớn rồi ở trên tay thì có một bao CT pour elle une mauvaise journée đối với cô bé không nên một ngày quá xấu pas d'acheter donc pas le moindre không có người mua như vậy chẳng có một xu nhỏ moindre là nhỏ bé xíu không có một xu nhỏ bởi vì không kiếm được một người nào mua hết thì không có một đồng xu nào hết elle avait bien faim et bien froid bien misérable nó bị đói rất là nhiều, nó vừa bị lạnh nữa, lạnh cũng rất nhiều và nó có một cái vẻ mặt min nơi có chữ min nó có nhiều nghĩa. Ở đây chúng ta dùng cái nghĩa là một cái vẻ mặt tức là thê lương, tức là thê thảm, vẻ mặt rất là buồn. Cái vẻ mặt này, thê thảm là bởi vì vừa đói vừa lạnh vừa không có tiền. Petite, cô bé đáng thương quá. Danh từ in wrong quantity in quantity là một đại lượng tức là một số một số lớn một số lượng lớn more gọi là tính từ có nghĩa là nhỏ hơn một đồng xu nhỏ xíu cũng không có in min chúng ta nói lúc nãy là nó có nhiều nghĩa ở trong chữ min min tức là có thể là quả min mìn mà nó nổ ra ở trong chiến tranh hay là trong các khu mỏ đá đó. rồi mìn min là có thể là cái ruột của bút chì cái bút chì của chúng ta có cái ruột màu đen đó là cái min rồi min có thể là hầm mỏ mỏ than, quạng mỏ. Ở đây chúng ta dịch min là mang có nghĩa khác là nét mặt là diện mạo. Nét mặt diện mạo của nó thì cực kỳ là thê lương, miserable bởi vì nó rất là lạnh, nó rất là đói, rồi không có tiền nữa, nó lại lo nữa. Les flocons de neige sur ses longs cheveux blonds. Flocons de neige là những cái lọt tuyết những cái bông tuyết nó rơi chúng ta biết tuyết nó rơi chứ không như là mưa nó rơi như cái bông ấy, nó rơi xuống từ 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 trên trời rơi xuống như là cái bông gọi là flocon de neige những cái bông tuyết đang rơi xuống trên mái tóc dài và màu blong màu hung hung đẹp đẹp của nó Jotimo boucle autour de son cái mái tóc này được thắt lại thành những cái lọn tóc ở uh, chạy xung quanh cái cổ của nó như vậy con bé này có mái tóc rất là đẹp nó vừa dài vừa có cái mồm lông lại được tết và cuốn xung quanh cổ như vậy chúng ta hình dung thêm một con bé rất là xinh me son jetel seulement à ses cheveux bouclés nhưng mà cái chuyện mà đẹp đẽ cái nét đẹp của của cái mái tóc của nó nó có nghĩ tới không giờ đây nó nghĩ tới cái gì les lumières brillent aux fenêtres những cái đèn nó đang lấp lánh ở trong các khung cửa sổ le fumé de hôti s'exhale dans la rue filmé là cái mùi thịt khi chúng ta nấu thịt món thịt đó chúng ta kho chúng ta chiên chúng ta xào chúng ta nấu thì mùi thịt nó nó bốc ra nó có cái mùi đặc trưng của các cái món thịt đó, và xích ra nó tỏa ra con bé này không nghĩ tới cái mái tóc của nó mà nó chỉ nghĩ tới những cái ánh sáng à, ánh sáng của các cái đèn phát ra từ các khung cửa sổ nó chỉ nghĩ tới cái mùi thịt thơm mùi thịt quay nó đang tỏa ra ở trong đường phố c'était la veille du jour de l'an hôm nay là ngày giao thừa Voilà à en Đó là những cái mà đang nghĩ tới. Nó nghĩ tới ngày rau thừa thì phải có ánh đèn, rồi phải có món ăn. Và nó chỉ nghĩ tới những cái chuyện đó. En sassi sa sur dans un coin entre Ở trong một cái xó giữa hai cái nhà. Để chúng ta hình dung ra có hai cái nhà mà có lẽ một cái một cái đưa ra ngoài, một cái thụt vào trong thì nó tạo ra một cái góc. Con bé này ngồi xuống, sa xa là ngồi thấp xuống, thì chúng ta có thể dịch chung hai cái động từ này là con bé ngồi thụp xuống ở trong một cái góc giữa hai cái nhà le froid la saisie de plus en plus saisie là nắm lấy à, cái nó càng ngày càng bị lạnh nhiều hơn me enoze pas retourner chez elle nhưng mà nó không dám động từ oser là dám nhưng mà nó không dám quay trở về nhà nó en rapporte saisie ses allumettes et pas la plus petite pièce de monnaie son père la battre đây chúng ta thấy là có một cái cách dùng conditional bởi trong cái chương trình sơ cấp chúng ta chưa có thể học đó khi chúng ta dùng cái động từ chính ở thì conditional và động mà mệnh đề phụ ở imperfect thì đây là một cái giả thiết không có thật nếu nó đi về nếu nó mang những cái bao dương quẹt này về mà không có một đồng xu nào hết thì ba nó sẽ đánh nó thực sự nó không dám về nó về là bị đánh đó là chuyện chắc chắn nhưng mà nó không dám về đó là chuyện giả thiết Et du reste, chez elle, est-ce qu'il ne faisait pas froid aussi? Và hơn thế nữa, ở nhà nó thì cũng có phải là không có uh, lạnh như thế này hay sao? Il logeait sous le toit, in là cha con nó, ba nó và nó, đang cư ngủ ở dưới một mái nhà. Et le vent soufflait au travers, au travers là xuyên qua, và gió thổi xuyên qua cái cái cái, cái tầng đó. Qua que les plus grandes fentes eussent été bouchées. Avec de la paille et des chiffons. Chiffon là rẻ. Font là một cái kẽ, cái khe. Bởi vì bức tường của cái nhà này chắc nó cũng là loại nhà nhà cũ rồi. Mặc dù các cái khe, các cái kẽ của cái tường nhà đã được chám vào, bút xê, đã được nhét vào bằng rơm và bằng những rẻ rách. Nhưng mà do vẫn có thổi qua như thường. C'est et presque mort de froid. Và bây giờ đây thì lô bàn tay nó gần như là đã chết vì lạnh. Tê cóng đi vì lạnh móc tôi là chết và khi chúng ta thấy là nó lạnh quá cái tay mình không còn cảm giác mình tưởng cái tay mình nó không còn nữa nó chết rồi elas nhưng mà than ôi quin petit alumet le fredibier và chào ơi một một cái que riêng mà đánh lên thì chắc lẽ là hay lắm tốt lắm si elose antire une son du paquet la faute sur le mur et ở đây chúng ta chung thấy chữ xí này rồi đi với em bắc thì không phải có nghĩa là nếu nữa mà một cái lời giả thiết hay là hay là cô ta dám lấy ra một cái một cái que riêng thôi lấy một que thôi từ trong cái gói rồi phốt tê là trà nó ở trên cái tường khi que riêng trà lên tường thì sẽ nó bùng cháy và nó sẽ được sưởi ấm các cái ngón tay của nó đồng ừ. từ phốt tê có nghĩa là chúng ta lấy hai cái cái gì hai cái sự vật thì chúng ta trà với nhau chẳng hạn như chúng ta lạnh hai bàn tay mình phốt tê với nhau rồi mình rội mắt thì chúng ta cũng phải ngón tay hay là cái gì đó, chúng ta trà vào mắt rội mắt rồi ở đây là trà cái que diêm lên cái bức tường chúng ta đánh cái que diêm lên bức tường thì nó sẽ phát ra lửa còn động từ resofe là sưởi ấm sưởi ấm những ngón tay của nó bởi vì bây giờ ngón tay của nó bị tê cứng gần như là chết rồi và động từ resofe dùng là để sưởi ấm lại chúng ta không dùng động từ sofe sofe là làm cho nóng tức là làm lần đầu tiên làm cho nóng như là ánh sáng mặt trời sưởi ấm trái đất ánh sáng mặt trời thì nó làm cho, cho trái đất ấm lên nếu không có tia nắng mặt trời thì trái đất sẽ băng giá và sẽ không có sự sống đó là so phê chúng ta lấy một cái nồi rồi chúng ta cho nước vào cái ấm chúng ta sốt phê nó lên còn bây giờ thức ăn của chúng ta hâm lại thì dùng động từ rê sốt phê bởi vì trước đó nó đã nóng rồi bây giờ mình rê so phê lại để mình ăn cho nó cho nó ngon tay của mình đang ấm cơ thể con người là 37 độ đang ấm và bây giờ bị tuyết bị xương giá nó làm cho lạnh đi bây giờ mình re sofe lại đó là sưởi cho nó ấm chúng ta để ý có chữ tiền tố r, r -E làm cho nóng lại elontirauin và con bé lấy ra một cái que rich rich là chúng ta nghe cái âm thanh lấy cái que quẹt vào trong tường com eligata và cái nó nổ ra chúng ta eclate là nổ nổ tung ra ý nói là nó bừng cháy lên com embrilla và nó cháy lên cetin une flamme short éclair comme un petit chandelle chandelle là một cái cây nến một cây bạch lạp và cái tia sáng của cái cây nến này thì nó ấm và nó trong sáng như là một cái ngọn nến con telakufri the sama khi nó lấy tay nó che lại cái ánh sáng nó cái ánh sáng của cái que diêm đó để cho nó ấm ken lumia biza và nó nói là trời ơi cái ánh sáng này thật là kỳ lạ in semble à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poil de fer orné de boules et surmonté d'un couvercle en cuivre luisant danh từ poil ở đây chúng ta phải đọc là poil viết là o accent circonflexe nhưng mà đọc là poil poil có hai nghĩa Nếu là danh từ feminine thì nó là một cái chảo ở trong gia đình chúng ta có cái chảo để chúng ta xào rau các thứ đó còn nếu là danh từ masculine thì là một cái lò sưởi ở đây là cái lò sưởi kia tia sáng của cái cái que riêng này thật là kỳ lạ dường như là con bé đang ngồi trước một cái lò sưởi bằng sắt và cái lò sưởi này được trang hoàng bằng những cái bùn bùn là những cái trái trân châu ở trong cái mùa lễ hội đó, vào mùa Noel hoặc mùa Tết Tây ở phương Tây người ta treo những cái trái này cho nó có cái vẻ rực rỡ đó. Rồi cái lò này lại có một cái nắp vung nó phủ lên trên và cái nắp vung bằng đồng sáng lóa. Lucifer si magnifique in sope si bien và lửa ở đây thì đang cháy và cháy một cách rất là đẹp và cái lửa này nó phê nó làm cho nóng tất cả mọi thứ, mọi thứ đồ đạc, các cái phòng lên. Be quietin đông nhưng mà chuyện gì xảy ra như vậy? Cái ngọn lửa làm cho con bé tưởng dường, tưởng chừng như nó đang ngồi trước một cái lò sưởi ấm áp được trang hoàng đẹp đẽ. Nhưng mà chuyện gì xảy ra như vậy? La petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer ainsi. Và con bé duỗi cái chân ra. Động từ étendre là làm cho giang ra, duỗi ra, trải rộng ra. Nó đang ngồi co ro, bây giờ nó duỗi cái chân ra để sưởi hai chân đó. Thế nhưng mà la flamme động từ s'éteignit là tắt ngúm. Và le poil disparu, ngọn lửa tắt đi thì nguyên cái lò sưởi cũng tắt luôn. Elite tassis un petit bout de la lumette brûlée à la main và con bé lại ngồi đó cầm trong tay một mẩu nhỏ nhỏ của que diêm nó cháy hết rồi. En long photo in sương rồi nó là quẹt một cái que thứ hai qui brûla qui pria. và cái que này cháy lên sáng lên. Et la ou la sur le mur in the vent transparent comme une gaze và khi cái ngọn lửa này cháy lên thì nó sẽ rơi, nó tỏa xuống dưới tường và nó trở thành trong suốt giống như một miếng vải ga. Chúng ta nghe miếng vải ga giờ như là vải mùng á. Nhìn từ bên này qua bên kia được Nó là một cái miếng vải Nhưng mà chúng ta có thể nhìn trong suốt Transparent Khi ngọn lửa bùng lên cháy lên Thì cái ánh sáng này rơi xuống bức tường Và bức tường trở nên trong suốt Như là muốn Như là muốn, lỗi như là, một, như là một cái miếng vải Ga giờ chúng ta gọi là vải mùng á la petite pouvait voir jusque dans une chambre. Con bé này nó có thể nhìn thẳng vào trong một cái phòng, sau so bảy bức tường mới trở nên trong suốt. Ở đó, où la table était couverte d'une nappe blanche, éblouissant de fine porcelaine, et sur laquelle une noix rôti farcie de pruneaux et de pommes fumait avec un parfum délicieux cái tường nó trở nên trong suốt và con bé này có thể nhìn vào trong hẳn trong bên trong một căn phòng ở trong đó một cái cái bàn và bàn này được bao phủ bằng một cái khăn trải bàn màu trắng và sáng loá lên ở trên đó có những sáng loá lên bởi vì nó có những cái đồ sành sứ rất là tinh tế và trên cái bàn này có một con ngỗng quay con ngỗng này được nhồi nhét những trái mật và những trái táo và nó đang tỏa ra một cái mùi hương thơm ngào ngạt động từ phát si là nhồi nhét ở bên Việt Nam chúng ta cũng nhiều cơm món ăn chúng ta nhồi chẳng hạn như khổ qua chúng ta cho thịt vào đó chúng ta gọi là khổ qua nhồi thịt ở trong miền Nam người ta gọi là khổ qua dồn thịt rồi nhiều thứ nữa chúng ta có thể cho cái thịt cho cái cá cho gì vào trong người ta gọi cái món đó gọi là món faxi ở đây con ngỗng này ở trong bụng nó có những cái trái bruno, trái mận và những trái táo thì cho nó cho nó thêm cái mùi hương thơm ô oh, surprise, ô oh, bonheur và con con bé này nó thấy một cái phòng đẹp như vậy có cả những thức ăn như vậy thì nó bảo trời ơi ngạc nhiên quá trời ơi sướng quá cu loa sota de sompla et erula sur la fourchette et le couteau dans son dos jusqu'à la pauvre petite và sung sướng quá ngạc nhiên quá là bởi vì con ngỗng bây giờ bỗng tự nhiên nhảy từ trên bàn nhảy xuống đất nhảy từ trên cái khay này, nhảy xuống dưới sàn nhà rồi nó lăn tới chỗ con bé và ở trên lưng con ngỗng vẫn còn một cái xiên, một cái phúc xét và một con dao La Thế nhưng mà tới đây thì quê riêng nó tắt ngúm đi. En de cờ. Trước mặt nó, nó chỉ còn lại, nơi cờ chỉ còn lại, le ep Chỉ còn lại một bức tường dày và lạnh. En voilà une troisième allumée. Và đây là một quê riêng thứ ba được thắp lên. Aussitôt and assis, Assis assise un magnifique arc de Noël và ngay lập tức con bé thấy mình ngồi dưới một cây thông Noël rất là rực rỡ. Elle était plus riche et plus grand encore que celui qu'elle avait vu à la Noël dernière à travers la porte vitrée chez le riche marchand. Cây thông này nó còn giàu có, tức là nó phong phú, nó còn to, còn đẹp hơn là cái cây thông mà con bé đã từng thấy vào dịp Noel năm ngoái xuyên qua cái cửa kính của một người thương nhân giàu có Bill Chandel Brûlé sur les bronzes vertes và cái thông này nó có hàng ngàn cây nến đang cháy đang được gắn trên những cái cành lá et des de toutes couleurs comme celle qui ornaient les fenêtres des magasins semblaient lui sourire và những cái hình ảnh những cái màu sắc đủ thứ màu sắc giống như là cái hình ảnh mà nó đang trang trí ở trong cửa sổ của các cửa hàng lớn dường như những hình ảnh này đang mỉm cười với con bé La làp les deux ledoma con bé giơ hai tay lên là lumet setani giơ tay lên để để nắm lấy những cái hình ảnh và những cái ngọn nến đó thì que diêm tắt đi toutes les marches toutes les chandelles de noël montaient montaient et en s'aperçu alors à que ce n'était que des étoiles các cái ngọn ngọn nến xin lỗi cái que diêm tắt đi và những cái ngọn nến của noel bây giờ bay lên bay lên thật là cao và con bé thấy không còn phải là những cái nến nữa mà đó là những vì sao linden tomba etrasa, in long re deford lucien và trong số các vì sao đó có một vì sao rơi xuống và vẽ lên một cái đường sáng dài ở trên bầu trời trac là chúng ta lấy một cái vật liệu gì thường thường là lấy bút chúng ta kẻ một cái đường ra chẳng hạn như các ông thợ kẻ một cái đường trên gỗ trên gạch thì có thể cưa cắt và inre re in re là một cái vệt dài một cái nét một cái dòng một cái dải và nó còn một nghĩa khác là cái đường ngôi rẽ tóc để đây tôi để cái hình này các anh chị thấy là cái đây là cái mái tóc này người cô cô gái này cô chia cái mái tóc mình ra làm hai phần một phần rẽ vào bên này một phần rẽ vào bên kia và cái đường phân ranh của nó gọi là inre re là chúng ta hầu hết đều có cái re chỉ trừ một số người họ có cái kiểu tóc không có cần re thôi hầu hết nó phải có cái đường này chia tóc ra hai phần như vậy cái cây cái cái ngôi sao mà nó rơi xuống nó tạo ra một cái vệt dài ở trên bầu trời đây là ngôi sao băng c'est quand Kimur sortit la petite que la vieille grand-mère qui <laughs> seul avait été bonne pour elle mais qui n'était plus lui répétait souvent lorsqu'une étoile tombe c'est qu'une âme monte à Dieu con bé tự nói như thế này khi nó thấy một cái ngôi sao ở trên trời rơi xuống và, và kéo ra vẽ ra một cái đường sáng dài thì con bé nó tự nói là chắc có ai vừa mới chết bởi vì bà của nó là người duy nhất trên đời này mà thương nó đó. và khi bà ta bây giờ không còn nữa bà cũ đã chết rồi thì xưa kia bà của nó thường lặp đi lặp lại cho nó như thế này khi có một ngôi sao rơi xuống thì là có một linh hồn bay đi trên trời cao với thượng đế Enfota có imamilet suclamier và nó lại trà lại quẹt một cái que quezim khác trên bức tường. En Sophie une grande lumière au milieu de laquelle était la grand-mère debout avec un air si doux si radieux khi nó quẹt một quezim khác lên trên tường thì nó thấy nó đang đứng ở giữa nó thấy ra một có nó tạo ra một cái luồng sáng rất là lớn và giữa cái vầng sáng đó thì là hiện ra bà của nó đang đứng đó bà của nó có một cái vẻ rất là hiền và rạng rỡ đu đây khi dùng cho người thì nó là một cái tính cách tức là hiền hiền dịu radio là rạng rỡ nó vội la lên khong me amen à moa bà ơi dắt cháu đi với amen à moa dắt cháu đi với los que la s'éteindra je, je sais que tu n'y seras plus bởi vì cháu biết là khi que diêm này tắt đi thì bà không còn đó nữa tu disparaîtras comme le poil de fer, comme loa Roti, comme le bel của de Noël. Bởi khi cây que riêng này nó tắt đi, thì bà cũng sẽ biến mất giống như là cái lò sưởi nó đã biến mất, giống như là cái con ngỗng ti lúc nãy nó cũng đã biến mất, và giống như là cái cây thông Noel nó cũng đã biến mất. En le reste du Prong là nhanh nhẹn, là mau lẹ. Đây cách nói một cách văn chương là littéraire và đổi qua trọng từ là một cách mau lẹ. Nó quẹt một cách mau lẹ que các que diêm còn lại ở trong cái bao, ca entone à gade sa khonme, african Cơ of la mong muốn, bởi vì nó rất mong muốn giữ lại cái hình ảnh của bà của nó, elizabeth repandia répondre en éclat plus vif que celui và khi nó quẹt nhiều que diêm như vậy thì nó tỏa ra một cái vầng sáng sáng hơn là ánh sáng ban ngày nữa, jamais la khonme na ve et và chưa bao giờ nó thấy bà nó to và to lớn đó, cái hình ảnh to lớn và đẹp như thế này en pri la petite fille sur son bras bà của nó cầm lấy tay của bé gái ở trong tay của mình et toutes les deux voler joyeuse au milieu de ce rayonnement si o oh, si si o oh, si o oh, qu'il n'y avait plus ni froid ni faim ni angoisse en c'était chez dieu ở đây là một cái cách hành văn rất là hay của nhà văn nhà văn nói như thế này này chưa bao giờ nó từng thấy mẹ nó đẹp bà của nó đẹp như vậy bà của nó cầm lấy tay nó rồi cả hai bay lên trời bay lên ở giữa cái vừng sáng huy hoàng như vậy và rất là vui sướng xong rồi lại là bay đi bay lên thật là cao thật là cao cay bay cao đến nỗi mà xí cờ bay cao đến nỗi mà ở đó không còn lạnh không còn không còn đói không còn khổ đau cả hai bà cháu bây giờ đang ở trên thiên đàng với thượng đế Mais dans le coin, entre les deux maisons, était assise, quand vint la forte matinée, la petite fille, les joues toutes rouges, le sourire sur la bouche, morte, morte de froid, le dernier soir de l'année. Nhưng khi mà buổi sáng trời lạnh hiện ra, thì ở trong góc nhà, ở giữa hai ngôi nhà, có cô bé đang ngồi đó, hai má của cô bé đỏ ửng, nụ cười vẫn ở trên miệng. Cô bé đã chết, chết vì lạnh, chết vào cái đêm cuối cùng của năm le jour de le petit avec les allumettes, le cadaver, thi thể của người chết đó. và ngày năm mới đã đến ở trên cái thi thể bé nhỏ đang ngồi ở đó với những cái que riêng mà trong những que riêng này có một cái que có một cái bao đã gần như là bị đốt hết ở đây là những cái bao riêng ở trong đó một bao gần như là đốt hết en có một người thấy như vậy thì nói là con bé này có lẽ đã muốn đánh que diêm lên để tự sưởi ấm mình. Tôi le ignora les bêl choses qu'elle avait vues. Ignore là không biết, nhưng mà tất cả mọi người đều không biết được những cái điều đẹp đẽ mà con bé đã thấy. Et au milieu de cette blondeur, elle était entrée avec sa vieille grand de la nouvelle année. Và không ai biết rằng ở giữa những cái sự huy hoàng mà cô bé đang đã thấy khi quẹt que diêm lên đó, cô bé đã đi cùng với bà của mình Đi vào trong năm mới, Tuổi cô bé này đã qua đời vì lạnh, chết vì lạnh, ở trong cái đêm giao thừa và bây giờ cô ta đi vào năm mới cùng với bà mẹ, cùng với bà của mình. Đây là một câu chuyện khá buồn, có cái đoạn kết buồn lắm. Nhưng mà bởi diễn ra ở trong một cái đêm giao thừa giữa năm cũ và năm mới thì cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Tức là vào đêm giao thừa, chúng ta gọi là lễ sanh sinh vest thì ở phương Tây người ta mừng cái ngày này rất là lớn lớn lắm bởi vì người ta ra đường người ta nhảy múa người ta ăn uống ở trong gia đình thế nhưng mà ở đâu đó trên thế giới này vẫn còn những cái mảnh đời rất là khổ đây là đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là hình bóng của một cô bé bán diêm nó nhìn vào trong cái bức tường nó tưởng tượng ra nó chỉ tưởng tượng thôi nào là con ngỗng quay nào là cái, cái, cái bàn thật là đẹp rồi nào cây thông nữa và cuối cùng nó chết khi nó đang bị quá lạnh và trong khi các cái xung quanh vẫn đang mừng lễ ngày giao thừa và bây giờ tôi xin đọc một cái bản dịch ở tôi thấy bản dịch này thì họ dịch theo một cái văn chương rất là hay lời lẽ rất là hay nhưng mà nó không đi sát với nguyên bản và chúng ta nghe cái bản dịch cô bé bán diêm trời rét dữ dội tuyết rơi trời đã tối hẳn đêm nay là đêm giao thừa giữa trời đông giá rét có một bé gái nhỏ đầu trần đi chân đất đang dò dẫm trong đêm tối Lúc ra khỏi nhà em có đi giày vải, nhưng giày vải phòng có tác dụng gì kia chứ. Giày ấy là của mẹ em để lại rộng quá. Em đã liên tiếp làm văng mất cả hai chiếc khi em chạy qua đường vào lúc hai chiếc xe ngựa đang phóng nước đại. Chiếc thứ nhất bị xe song mã nghiến rồi dính theo tuyết vào bánh xe thế là mất hút. Còn chiếc thứ hai, một thằng bé lượm được cười sằng sặc đem tung lên trời. Nó còn nói với em bé rằng nó sẽ giữ chiếc giày này để làm nôi cho con chó sau này. Thế là em phải đi chân đất. Chân em đỏ ửng lên rồi tím bầm lại vì rét. Chiếc tạp dề cũ kỹ của em được đầy diêm và tay em còn cầm thêm một cái bao diêm. Em cố kiếm một nơi nào có nhiều người qua lại, nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất là nhanh, chẳng ai đói hoài đến lời chào hàng của em. Suốt ngày em chẳng bán được gì cả và chẳng ai bố thí cho em một chút đỉnh. Em bé đáng thương, bụng đói, cật rét, vẫn lang thang trên đường. Bông tuyết bám đầy trên mái tóc dài xóa thành từng búp trên lưng em, em cũng không để ý. Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay, chả là đêm giao thừa mà. Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng thần chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán và gia đình em đã phải lìa xa ngôi nhà xinh xắn, có dây trường xuân leo quanh nơi em đã sống những ngày đầm ấm để đến chui rúc trong một xó tối tăm luôn luôn nghe tiếng những lời nhiếc móc chửi rủa em ngồi nép trong một góc tường giữa hai ngôi nhà một cái xây lùi ra một chút em thu đôi chân vào người nhưng mỗi lúc em cảm thấy rét bút hơn tuy nhiên em không thể nào về nhà nếu không bán được một ít bao diêm nếu không thì bố em sẽ đánh em và lại ở nhà em cũng rét thế thôi cha con em ở trên gác sắt mái nhà và mặc dù đã nhét rẻ rách vào các kẽ hở chân vách, gió vẫn thổi rít vào trong nhà. Lúc này đôi bàn tay em đã cứng đờ ra. Chà, giá quẹt một que diêm lên mà sửa cho đỡ rét một chút nhỉ. Giá em có thể rút một que diêm ra quẹt vào tường mà hư ngón tay nhỉ. Giá em có thể rút một que diêm ra quẹt vào tường mà hư ngón tay nhỉ. Cuối cùng em đánh liều, quẹt một que diêm diêm bén lửa thật là nhảy ngọn lửa lúc đầu xanh lam dần dần biếc đi trắng ra rực hồng xung quanh que gỗ sáng chói trông đến vui mắt em hơ đôi tay lên que diêm sáng rực như than hồng cha ánh sáng kỳ diệu làm sao em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những cái hình nổi bằng đồng bóng nhoáng trong lò lửa cháy non đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng thật là dễ chịu đôi bàn tay hơ lên ngọn lửa bên tay cầm diêm cái ngón tay nóng bỏng lên cha khi tuyết phủ kín mặt đất, gió bấc thổi vun vút mà được ngồi hàng giờ như thế trong đêm đông rét, rét bút trước một lò sợi thì khoái biết bao. Em vừa duỗi chân ra sưởi thì lửa vụt tắt, lò lửa biến mất. Em ngồi đó, tay cầm que diêm đã tàn hẳn. Em bần thần cả người và nghĩ, chợt nghĩ rằng cha em đã giao cho em đi bán diêm, đêm nay về nhà thế nào cũng bị cha mắng. Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên, bức tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màn em nhìn thấy thấu tận bên trong nhà bàn ăn đã dọn phải trải trên bàn trắng tinh trên bàn bày toàn bát đĩa bằng sứ quý giá có cả một con ngỗng quay nhưng điều kỳ diệu nhất là ngỗng ta nhảy ra khỏi dĩa và mang cả dao phúc xếp cắm trên lưng tiến về phía em bé rồi diêm vụt tắt trước mặt em chỉ còn lại những bức tường dày đặc và lạnh lẽo thực tế đã cho thấy là những mộng mị chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả, mà chỉ có phố xá vắng teo lạnh buốt, tuyết phủ trắng xóa, gió bấc vi vút và nhiều người và mấy người khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò hoàn toàn lãnh đạo với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm. Em quẹt que diêm thứ ba, bỗng em thấy hiện ra một cây thông Noel. Cây này lớn và trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã thấy năm ngoái qua cửa kính của một nhà buôn giàu có hàng ngàn ngọn nến sáng rực lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hàng hiện ra trước mắt em em với đôi tay về phía cây nhưng diêm tắt tất cả những ngọn nến bay lên bay lên mái rồi biến thành những ngôi sao trên trời chắc hẳn có ai vừa chết em bé tự nhủ như vậy vì bà em người hiền hậu độc nhất đối với em đã chết từ lâu trước đây thường nói rằng khi có một vì sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trên trời với thượng đế em quẹt một que diêm nữa vào tường một ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh và em bé nhìn thấy rõ là bà em đang mỉm cười với em bà ơi em bé reo lên cho cháu đi với cháu biết rằng que diêm tắt thì bà cũng biến đi như là lò sưởi như là con ngỗng quay và cả cây thông ban nãy nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này trước kia khi bà chưa về với thượng đế thì bà cháu ta từng sung sướng biết bao Dạo ấy bà đã từng nhủ với cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn, bà sẽ được gặp lại cháu của bà. Bà ơi, cháu văn bà. Bà xin với Thượng Đế cho cháu về với bà, chắc người không từ chối đâu. Que diêm phụt tắt và ảo ảnh rực sáng trên khuôn mặt của em bé cũng biến mất. Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà lại, diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn. Nào đe dọa họ nữa, họ đã về với Thượng Đế. Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín trên mặt đất, nhưng mặt trời lên. Trong sáng, trói trang, trên bầu trời nhật nhạt, mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường người ta thấy một bé gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa. Ngày mùng một đầu năm hiện lên trên tử thi em ngồi. Giữa những bao diêm trong đó có một bao đã đốt hết nhẫn. Mọi người bảo nhau, chắc nó muốn sưởi cho ấm. Nhưng chẳng ai biết những điều kỳ diệu em đã thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm. À, xin chào tất cả mọi người và xin chúc tất cả mọi người một năm mới tốt đẹp năm 2023.